trưởng môn ạ. Bây giờ chúng ta cứ trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tên cổ Ngọc Lầu hắn sớm muộn cũng tìm ra chúng ta thôi. Nếu không làm gì thì tính sao đi? Tới đâu hay tới đó thôi. Hay là chúng ta tới nước Đại Lý đi. Lập Phương xưa nay rất là tốt với chúng ta, lần này nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Tôi không muốn ăn đâu. Dạ được. Vậy đó cũng tốt thôi. Dù sao nước Đại Lý cũng là cô hơn của đệ. Đi nghĩ cổ Ngọc Lầu không dám đuổi theo đâu. Cô quyết định vậy đi. Lan à, tôi muốn ăn thêm một chút. Tôi nhất định chờ lại cái mạng của mình để trả thù cho những người bị cổ Diễm Dương giết hại.